Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh sự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Việt. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 13 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, thảm họa lũ càn quét liên tục ở Trung Quốc ảnh hưởng hàng triệu cư dân, có thể sẽ kéo dài đến hết mùa hè. Mới đây, một cán bộ thủy lợi Trung Quốc đã tiết lộ đập Tam Hiệp đã thực hiện đợt xả lũ có lệnh tuyệt mật cho nhân viên. Hy vọng phương tiện truyền thông có lương tâm trong và ngoài nước sẽ chú ý đến con đập Tam Hiệp vì tình hình hiện tại đang ngàn cân trên sợi tóc. Lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc tiếp tục có mưa lớn khiến hạ lưu vẫn gặp lũ lụt. Tuy nhiên, thông tin của đập Tam Hiệp đã bất ngờ dừng lại vào tối ngày 12 tháng 7 và chỉ trở lại bình thường vào sáng ngày 13 tháng 7. Một nhân viên kiểm soát lũ lụt tiền tuyến đã chia sẻ thông tin với các phương tiện truyền thông bên ngoài rằng đập Tam Hiệp đã thực hiện một siêu xả lũ. Theo tờ South China Morning Post cũng công bố hình ảnh cho thấy đập bắt đầu xả lũ vào cuối tháng 5, nhưng kênh chính thức của Trung Quốc cho đến ngày 12 tháng 7 mới đăng tin hồ chứa đập Tam Hiệp xả nước lần đầu trong năm nay là vào cuối tháng 5, với lưu lượng 35.000 m3 trên giây, làm giảm bớt 30% lượng nước đổ về đập Tam Hiệp. Theo báo cáo từ cấp cao, một nhân viên kiểm soát lũ tuyến đầu của Trung Quốc gần đây đã cho biết tình hình lũ lụt sông Dương Tử là hết sức khẩn cấp, nhưng các quan chức cấp cao của chính phủ đã đưa ra một lệnh tuyệt mật được ghi nhận rằng không được đưa ra bất cứ thông tin gì về lũ lụt, tất cả các đồng chí đều phải được biết yêu cầu này. Sau này, trong việc phòng chống lũ lụt, nếu phát sinh việc xử lý các tình huống nguy hiểm và phân tích tình trạng mưa lũ trong công tác kiểm soát lũ được xem xét và phê duyệt bởi Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố mà không được tự tiện công bố thông tin ra bên ngoài mà không được sự cho phép. Theo tờ South China Morning Post, ông Kim Minh tiết lộ rằng đập Tam Hiệp thật sự đã trải qua một đợt xả lũ và các quan chức coi như đã hy sinh tính toàn lực để bảo vệ con đập Tam Hiệp. Tôi dự đoán rằng chính phủ sẽ không ngần ngại làm ngập một số thành phố và khu vực nông thôn để bảo vệ các con đập ở Vũ Hán, cùng các dự án đặc điểm chủ chốt của thành phố. Đối với việc vì sao lại đột ngột đình chỉ việc thông báo các thông tin về mực nước vào ngày 12 tháng 7, tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến việc xả lũ trong hai ngày này, bởi vì chính quyền đã đưa ra dự đoán rằng một trận lũ lụt lớn sẽ tới Vũ Hán trong những ngày giữa tháng này. Theo thông báo của cơ quan tỉnh Giang Tô, tình hình lũ sông Dương Tử hiện tại rất nghiêm trọng. Lưu lượng của sông Dương Tử vượt qua 80.000 m3 trên giây. Kế hoạch thăm thực địa của nhân viên trong dự án đã phải lùi sạch. Xác thực đã lùi lại việc chuẩn bị công tác, Sở Tài nguyên nước sẽ rời lại ngày kiểm tra của tổ công tác tại hiện trường. Ông Kim lo lắng nói rằng vì trận lũ lụt nghiêm trọng của đập Tam Hiệp, các quan chức đã che giấu sự thật. Ông hy vọng rằng các phương tiện truyền thông có lương tâm trong và ngoài nước sẽ chú ý đến tình hình lũ lụt của đập Tam Hiệp. Bạn có thể nói rằng lũ lụt trong năm nay xảy ra trên sông Dương Tử là do nhân tạo. Chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc đã từng chỉ ra tất cả những thứ như mực nước, lưu lượng, hết thảy về đập chứa Tam Hiệp đều do bên trong hệ thống điều hành. Như việc nước đập Tam Hiệp chảy vào Hồ Bà Dương đều là do nhân viên Tam Hiệp điều hành. Ông cho rằng lũ lụt nằm dưới sự kiểm soát nhân tạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc chứ không chỉ đơn thuần là do thiên tai. Tiến sĩ Hoàng Quan Hồng cho rằng những ai khởi xướng xây dựng đập Tam Hiệp cần phải bị lên án bởi chính là những người gieo rắc thảm họa của ngày 12 tháng 7. 28 tỉnh và thành phố của Trung Quốc gần đây liên tục hứng chịu mưa lớn trong thời gian dài. Lũ lụt lan rộng được Tam Hiệp toàn lực xả lũ, làm nghiêm trọng thêm thảm cảnh lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử. Mới đây, truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bất ngờ đăng một bài báo nói rằng đập Tam Hiệp đã làm hết sức trong trận lũ lụt này, nó cũng đã hoàn toàn bất lực. Tiến sĩ Hoàng Quan Hồng, con trai của ông Hoàng Vạn Lý, chuyên gia thủy lợi nổi tiếng của Trung Quốc bày tỏ năm xưa khi khởi công xây dựng đập Tam Hiệp, nhóm người của cha ông đã biết trước sẽ có thảm họa như ngày hôm nay. Truyền thông Trung Quốc xin lỗi về đập Tam Hiệp đã làm hết sức. Trang Sinho.net Trung Quốc đã đưa tin về tình hình lũ lụt ở khu vực đập Tam Hiệp rằng đập Tam Hiệp đã cố gắng hết sức, xin vui lòng ngừng lên án nó. Mạng xã hội Trung Quốc cũng có bài xin lỗi đập Tam Hiệp đã làm hết sức. Nội dung bài viết cơ bản giống nhau, điều này chỉ ra rằng tình cảnh đập Tam Hiệp lần này quá khó khăn, bất lực. Có tới 52 con sông ở 8 tỉnh trong cảnh lũ lụt trên mức báo động. Năm nay, người dân Hồ Bắc thật sự khó khăn. Kính thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết tại Trung Quốc,
khiến người dân lâm vào tình cảnh lâm ly bi đát, đau khổ hơn trong cuộc chiến với thảm họa thiên nhiên, họ chỉ một mình đương đầu. Mới đây, hàng triệu dân Trung Quốc cầu cứu quốc tế khi lũ lụt ngày càng tồi tệ và hàng loạt đề bao tiếp tục vỡ tung. Nhưng chính quyền lại lặn mất tăm mất dạng. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters, người dân ở các tỉnh ngập lụt Sơn Đông, Tứ Xuyên, Quý Châu, Phúc Kiến đã nói rằng quê nhà của họ gần 3 ngày nay đã hoàn toàn bị nước nhấn chìm sau khi chính quyền xả nước lũ tại các con sông hoặc do đê vỡ. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp, người dân cho biết. Ngoài ra, việc không gia cố bờ kè và để mặc bờ đê vỡ một cách tự nhiên hoặc bằng cách phá vỡ đê thủ công, họ để mặc nước lũ từ sông Trường Giang tràn qua đê. Ngày hôm đó, hơn 200.000 người dân phải rời khỏi nhà cửa của mình. Ông Trường nói hầu hết trong số họ không có nơi nào để đi và hiện đang chờ đợi nỗ lực giảm bớt tại các nhà tạm trú. Ông Trường cho biết các nhà tạm trú thiếu mọi thứ nước uống, nhang xua đuổi côn trùng, áo mưa, đèn pin và lều. Chính quyền Trung Quốc thậm chí không cung cấp cho dân làng đủ thực phẩm. Nếu tình hình mưa lớn kéo dài như hiện nay, phải làm sao để dân làng chúng tôi có thể vượt qua đợt lũ kinh hoàng nơi đây? Nhiều người dân lo lắng rằng tài sản của họ sẽ bị lũ cuốn trôi. Cũng theo đài Epoch Times, làng Hudong và hàng chục ngôi làng khác trong huyện đã bị nước lũ nhấn chìm vào tối ngày hôm qua sau nhiều lần vỡ đê. Lũ lụt hiện vẫn chưa rút khỏi khu vực này. Ngập lụt ở khắp mọi nơi, chúng tôi không thể đi ra ngoài và chúng tôi thật sự rất cần thực phẩm. Dân giải thích nước lũ đã dâng cao đến tận tầng 2 của làng Dinhun. Buôn ông là cư dân sống tại làng Diko, cách làng Dinhun khoảng 15 dặm. Ông Mai và người dân làng mình cũng đã mắc kẹt trong tình trạng tương tự. Ông Mai nói, ở làng tôi rất nhiều người bị mất nhà, nước lũ vẫn dâng cao, còn chính quyền thì đang xả lũ từ hồ nước gần đó. So với mực nước trên cánh đồng nước trên sông Chiết Giang cao hơn gần 1 mét, tạo thành dòng sông chảy xiết qua đoạn đê vỡ vô cùng nguy hiểm. Do đó, sau nhiều giờ các lực lượng nỗ lực nhưng việc phá đê vẫn không thành. Nước lũ đã đạt đỉnh ở thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang vào lúc 11 giờ đêm ngày 12 tháng 7, nhưng chính quyền thành phố Chiết Giang không thông báo. Đến sáng ngày 13 tháng 7, một người dân tại làng Chu Chu thuộc Giang Tô đã gửi một video cho đài Epoch Times, trong đó ông nói rằng tất cả dân làng đã buộc phải sơ tán vào lúc 5 giờ sáng vì chính quyền xả nước lũ từ sông Trường Giang vào khu vực làng của ông. Trong một đoạn phát sóng của đài truyền hình Trung Quốc CCTV hôm vừa qua, ông Chen Yua, phó kỹ sư trưởng của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang của Bộ Thủy lợi cho biết, khúc sông Trường Giang đi qua tỉnh Phúc Kiến có thể đạt mức nguy hiểm trong vài ngày tới. Không chỉ các tỉnh trên chịu ảnh hưởng mà các thành phố khác ở hạ lưu đập Tam Hiệp cũng phải oàn mình hứng chịu thiên tai. Thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô ở miền Đông Trung Quốc báo cáo rằng mực nước tại địa phương của sông Trường Giang cao hơn 133,112cm so với mức báo động. Trang web tin tức của chính quyền Vũ Hán là ChangJiangNet đưa tin vào sáng ngày 13 tháng 7 rằng ngập lụt ở sông Trường Giang sẽ dẫn đến tình trạng hai đỉnh lũ liên tiếp, có nghĩa là một đỉnh lũ mới sẽ đến trước khi đỉnh lũ cũ đi qua. Tiến sĩ Hoàng Quan Hồng, con trai của nhà thủy văn học nổi tiếng Hoàng Vạn Lý, nói với Reuters rằng nếu đập Tam Hiệp không xả nước, thành phố Trùng Khánh ở thượng nguồn sẽ bị nhấn chìm, nếu đập xả nước ở Chiết Giang ở hạ lưu sẽ bị ngập. Tình huống sau chính là tình hình hiện tại, không chỉ ở Chiết Giang mà các thành phố khác ở hạ lưu đập Tam Hiệp cũng phải oàn mình hứng chịu thiên tai. Thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô ở miền Đông Trung Quốc báo cáo rằng mực nước tại địa phương có con sông Trường Giang cao hơn 133,112cm so với mức báo động. Theo hãng tin Reuters đưa tin, lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng ít nhất 27 trên số 31 tỉnh và các vùng của Trung Quốc. Vào sáng ngày hôm nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng lưu vực sông Chiết Giang sẽ còn hứng chịu mưa lớn trong vòng những ngày tới. Trung tâm này ước tính rằng tổng lượng mưa ở phía nam lưu vực sông Chiết Giang của Trung Quốc trong 2 ngày tới sẽ đạt khoảng 100mm đến 180mm. Ở một số khu vực, lượng nước có thể lên đến 300mm. Trung tâm cũng cảnh báo rằng các khu vực phía Bắc Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh, Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn vào 3 ngày tới. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 12 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân nói rằng sông Hoàng Hà, sông Hải Hà và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc sẽ phải đối mặt với lũ lụt trong những ngày tới. Trong khi người dân ở khu vực này thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt, ông Diệp nói, chúng ta nên chú ý hơn đến miền Bắc Trung Quốc. Thứ trưởng Diệp giải thích, lượng mưa ở lưu vực Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 1,5 lần đến 2,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Epoch Times,
người dân ở các tỉnh ngập lụt như An Huy, Hồ Bắc, Giang Tây đã nói rằng ngôi làng của họ gần như hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển nước sau khi chính quyền xả lũ tại các con sông, hồ và kè chắn lũ gặp vấn đề. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Người dân cho biết trước tình trạng tồi tệ của mưa lũ thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra cảnh báo trên tài khoản Weibo chính thức thể hiện sự lo lắng về khả năng lây lan của bệnh truyền nhiễm sau trận lũ. WHO kêu gọi các nạn nhân lũ lụt uống nước đun sôi hoặc nước được khử trùng bằng clo. Ngoài ra họ không nên ăn thực phẩm lấy được trong nước lũ. Tổ chức này khuyên không nên sử dụng quần áo hoặc các vật dụng khác ngâm trong nước lũ nếu chúng chưa được giặt bằng thuốc tẩy. Thiên tai thì phải ứng phó và biện pháp tốt nhất chính là phòng ngừa giảm thiểu thiên tai. Rừng luôn là lá chắn tốt nhất trước gió bão, ngăn sạt lở đất, chặn dòng nước sông. Nhưng lá chắn tự nhiên này nhiều tỉnh thành trong thời gian qua đã bị tàn phá không thương tiếc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh.